Xin kính chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà rất là đẹp thuộc với lại khu dịch vụ 8 Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với vị trí của ngôi nhà rất là gần với những cái tổ hợp chung cư Mipec Tower Kiến Hưng và với vị trí ngôi nhà rất là gần với đường Lê Xuân Điệp. Cụ thể với cái ngôi nhà này như sau, diện tích của ngôi nhà là 50m, thiết kế và xây dựng hiện đại 5 tầng, mặt tiền của ngôi nhà là 4m và chiều sâu là 12,5m thưa quý vị. Hướng nhà thì là hướng đông bắc, đường trước nhà là 11m, lòng đường 6m, vỉa hè hai bên mỗi bên 2,5m nha mọi người. Với căn nhà này ô tô có thể vào nhà và chủ đầu tư thiết kế vô cùng hợp lý và hiện đại. Với ngôi nhà 5 tầng, tầng 1 thiết kế là để gara ô tô nha mọi người. Từ vị trí ngôi nhà thì rất gần những cái tiện ích xung quanh. Với vị trí của ngôi nhà này thì rất là gần với chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3 Kiến Hưng. Rất là gần với lại chắc chắn là quý vị sẽ biết là dự án Kiến Hưng Luxury ở như thế nào ạ. Thì là vì từ vị trí ngôi nhà này cách với dự án đó nó chỉ rơi vào khoảng tầm 500m thôi thưa mọi người. Bây giờ Quỳnh Ngọc Ánh xin kính mời quý khách vào phần tầng 1 của ngôi nhà, khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Và giá chào bán của ngôi nhà này thì là rất hợp lý với vị trí khu vực nha mọi người. Để mày nói ngắn gọn và xúc tích nhất, với vị trí ngôi nhà này chỉ dành trong 8 từ thôi ạ. Đẳng cấp, an cư và đầu tư sinh lời nha quý vị. Mời quý vị theo em vào phía tầng 1 ngôi nhà. Đây chính là thiết kế tầng 1 của ngôi nhà với thiết kế vô cùng hiện đại. Phần bên ngoài là cửa cuốn ở phần mặt tiền và cũng là cửa chính thì là được thiết kế cửa cuốn và bên trong là lớp cửa kính cường lực. Tầng 1 thiết kế ga ô tô để ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy. Đấy, rất là rộng và có thể được hẳn là 2 chiếc ô tô nha quý vị. Giá chào bán của cái căn nhà này là 5 tỷ 950 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên. Và đặc biệt với những ngôi nhà mà chủ đầu tư gửi Ngọc Ánh thì căn nào cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% nha mọi người. Lãi suất thì vô cùng ưu đãi, lãi suất vay vốn thì chỉ từ 7,5% một năm đầu và cái thời hạn cho vay thì là tối đa 25 năm. Với căn nhà này phải nói vô cùng đẹp mọi người ạ, nở hậu, rất là đẹp và chủ đầu tư thiết kế rất là tỉ mỉ chi tiết bởi vì anh chị này là có mới về xây dựng được có 2 năm thôi nha mọi người. Và khi mà ở trên cái ngôi nhà này thì có lộc và chuyển đi vị trí khác thì có nhờ bên Ngọc Ánh bán. Và cũng muốn gửi gắm tới khách hàng vị trí căn nhà nó quá đẹp. Và thiết kế thì phải nói là rất là chi tiết tỉ mỉ, từng gọi là từng cái ngóc ngách một, từng cái công năng một trong cái ngôi nhà này. Với tầng 1 thì ngoài cái gara, phần gara ô tô để được 2 chiếc xe thì tầng 1 còn có thiết kế thêm một nhà vệ sinh phụ nữa nha mọi người. Nhà vệ sinh phụ ở đây thì đầy đủ về bồn cầu cũng như là hệ thống gương lavabo. Đấy. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là nhôm sinh pha. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang cũng như là cổ trụ cầu thang đây quý khách hàng có thể nhìn thấy rất là chi tiết tỉ mỉ giúp em. Toàn bộ thiết kế là gỗ lim cao cấp. Đó. Mặt bậc cầu thang cũng toàn bộ từ tầng 1 lên trên tới tầng 5 là được thiết kế là gỗ lim nha mọi người. Rất là chắc chắn. Và những cái nguyên liệu, những cái nguyên vật liệu tạo nên hình thành và hoàn thiện lên tới cái ngôi nhà này thì toàn bộ đều là nguyên vật liệu cao cấp. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 khám phá căn nhà xem là căn nhà này thiết kế từng cái ngóc ngách như thế nào nha. Vâng thưa quý vị, với tầng 2 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế rất là hợp lý. Một phòng bếp và một phòng khách nha mọi người. Thì hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở khu vực phòng bếp của ngôi nhà. Với căn nhà 50m rất là rộng và chủ đầu tư thiết kế vô cùng hợp lý. Với tầng 1 là để gara ô tô, tầng 2 là bắt đầu để phòng bếp và phòng khách. Thì đây chính là cái gian phòng bếp của ngôi nhà đây mọi người ạ, đó. Với cái chất liệu tủ bếp toàn bộ là tủ gỗ xoan đào nha mọi người, rất là chắc chắn. Đấy, nguyên vật liệu thì cao cấp, rất là đẹp. Chủ nhà có để luôn lại là hệ thống bếp từ cũng như là hệ thống hút mùi nha mọi người. Với căn nhà này thì đúng thật luôn là chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Với vị trí của căn nhà có thể kinh doanh văn phòng. Đấy, mọi người có thể có nhu cầu
mở văn phòng thì ở đây vị trí ngôi nhà này rất rất là hợp lý, gần như là trung tâm của cái khu vực này luôn nha mọi người. Và như Ngọc Ánh nhận xét thì cái giá bán của căn nhà này cùng với so với tầm cùng khu vực thì hiện tại đang vô cùng là rẻ, rẻ so với mặt bằng chung nha mọi người. Bởi vì xung quanh đây có một số căn nhà đang chào bán là 6 tỷ 2, 6 tỷ 3. Tuy nhiên chủ đầu tư này không phải là xây lên để bán, mà là vì đã đang ở và chuyển đi nơi khác thì cái giá chào bán cũng rất là hợp lý để dành cho người có nhu cầu về ở ngay. Phần tủ bếp đây rất là đẹp, mặt bếp toàn bộ là ốp đá kim sa nha mọi người, đá đen kim sa. Đó. Và phía tầng 2, toàn bộ tầng 2 đây quý khách hàng có thể nhìn thấy là chủ đầu tư lát gạch mọi người ạ, gạch gỗ kích thước là kích thước 15 x 60 nha mọi người. Và đấy mọi người có thể nhìn thấy này, lát những cái chi tiết nó rất là đẹp đấy, lát chéo nha mọi người. Đằng sau của tủ bếp ở đây chủ đầu tư có thiết kế luôn ở đây một cái khu vực ở đây mọi người nha, chế biến này, rửa rau cũng như là chế biến thêm đồ tươi sống ở đây chẳng hạn. Đấy, vô cùng hợp lý, nhỏ xinh nhưng mà lại rất là tiện. Tiếp theo đó chính là cái căn phòng khách nha mọi người. Với phòng khách ở trên tầng 2 và thiết kế của ngôi nhà thì là có ban công mở hướng ra phía bên ngoài đây nha mọi người. Vâng ạ, đó. Với mọi người có thể nhìn thấy căn phòng khách rất là rộng. Chủ đầu tư lắp cả quạt này, rồi là để một bộ bàn ghế sofa cao cấp ở đây. Đấy. Thiết kế khá tỉ mỉ, đứng từ phía phòng khách mà hướng vào phòng bếp đây quý khách hàng thấy không ạ, rất là rộng. Đồng thời ở phía ban công ở bên ngoài, căn nhà hướng đông bắc nên cho nên là rất là mát nha mọi người. Và cái đường trước nhà thì là ngập cây xanh luôn. Hai bên dãy trước nhà, vỉa hè đều có cây xanh cho nên ngôi nhà của mình ở đây rất là mát ạ. Ở phía cầu thang ngăn cách giữa phòng bếp phòng khách ở đây, đây mọi người có thể nhìn thấy chủ đầu tư còn thiết kế thêm một cái ô ở dưới gầm cầu thang này để đồ này, rất là hợp lý, nhỏ xinh nhưng mà lại gọn gàng ngăn nắp nha mọi người. Đấy. Đây như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, ở dưới tầng 1 toàn bộ cổ trụ tay vịn cầu thang được thiết kế toàn bộ là gỗ lim cao cấp, mặt bậc cũng được thiết kế là gỗ nha mọi người. Đó. Với căn nhà này chủ đầu tư thiết kế phải Ngọc Ánh phải chia sẻ cá nhân thôi là vô cùng tỉ mỉ vào cái ngôi nhà này, thật sự luôn là không hề chê được cái điểm gì luôn mọi người ạ. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà để khám phá tiếp theo trên tầng 3 thiết kế như thế nào nhé. Và thưa quý vị, ở trên tầng 3 thiết kế như sau, gồm hai phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh. Thì mọi người có thể nhìn dưới xuống dưới chân Ngọc Ánh ở đây, toàn bộ hành lang là được thiết kế gỗ tự nhiên. Và trong hai phòng ngủ thì chủ đầu tư thiết kế toàn bộ là gỗ công nghiệp cao cấp nha mọi người, hàng loại 1 luôn ạ. Đó. Với gian phòng ngủ này rất là lớn, khoảng tầm 20 cho tới 22 m² nha quý vị. Rất là rộng và có cửa sổ đây, mọi người có thể nhìn thấy cửa sổ lấy thoáng vào toàn bộ không gian phòng. À, chủ đầu tư lắp đặt sẵn điều hòa cũng như là bộ rèm cửa rồi, vô cùng hợp lý. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Với 20 m² phòng ngủ rất rộng, có luôn cả một cái tủ quần áo ở sẵn trong phòng ngủ rồi nha mọi người. Phải nói căn nhà này không thể chê được ạ, vì nó quá là đẹp. Đây mọi người có thể nhìn thấy luôn từ vị trí trên tầng 2 thôi, tầng 3 mà đã nhìn thấy cây xanh ở xung quanh này. Đây, rất là nhiều tòa chung cư tổ hợp ở ngay đây, đó là cái tòa chung cư Mi Bách Tower nha mọi người. Đó. Và từ cái vị trí ngôi nhà này thì đi tới những cái tiện ích xung quanh, ví dụ như Ngọc Ánh nói luôn là ra tới bệnh viện 103 này, bệnh viện quân đội 103, bệnh viện Ca Tân Triều, nó rất là gần, nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 1 cho tới 1,5 km thôi quý vị. Rất là gần với lại công viên cây xanh, công viên lớn nhất của khu vực Hà Nội, đó là công viên Chu Văn An nha mọi người. Đó. Cửa thông phòng của toàn bộ ngôi nhà này thiết kế là cửa gỗ lim, rất rất là chắc chắn. Đó. Căn phòng ngủ rất là rộng phải không ạ? Thiết kế tỉ mỉ từng cái phía trên trần này mọi người có thể nhìn thấy đây. Đó. Căn nhà này thì đúng là chỉ việc dọn đồ về và ở ngay lập tức thôi nha mọi người. Trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Đó.
phòng vệ sinh ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy luôn là có cabin tắm riêng, hệ thống sen kê tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối, bàn đá lavabo vô cùng hợp lý, sử dụng đầy đủ công năng với một hộ gia đình theo từng tầng nha mọi người. Và tiếp theo ở tầng 3 của ngôi nhà, một phòng ngủ lớn nữa ở phía đằng sau, như mọi người có thể quan sát luôn giúp em. Đấy, phòng ngủ này thì nó nhỏ hơn phòng ngủ bên kia một chút thôi. Và đặc biệt là chủ đầu tư thiết kế căn nhà này vì ở phía sau không có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, bởi vậy nên chủ đầu tư cố tình thiết kế luôn là một cái giếng trời thoáng từ trên phía tầng 5 xuống dưới này nha mọi người. Đấy, rất là mát mọi người ạ. Đây, rèm đây, điều hòa, rèm và tủ quần áo được lắp đặt sẵn sàng đầy đủ rồi. Với căn nhà này có thể kinh doanh được, có thể mở văn phòng. Quý khách hàng còn chần chừ gì mà không gọi cho Ngọc Ánh, khi mà cái vị trí của nó là một ưu thế xuất sắc. Đó, như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, nó chỉ gói gọn trong 8 chữ thôi nhưng mà hiểu được rất là nhiều. Đẳng cấp an cư và đầu tư sinh lời. Bởi vì sao ạ? Vị trí của ngôi nhà nó quyết định nên giá nhà cũng như là cái giá trị, khả năng tăng giá, tiềm năng của ngôi nhà nó là về sau này nha mọi người. Tiếp theo, mời quý khách hàng cùng Ngọc Ánh lên trên phía tầng 4 khám phá ngôi nhà tầng 4 như thế nào nhá. Từ cầu thang tầng 3 cho tới lên tầng 4 đây, mọi người có thể nhìn thấy chủ đầu có để ở đây một cái tủ để đồ trên chốc phía nhà vệ sinh tầng 3 nha mọi người. Đây chính là nhà vệ sinh. Thì đây chủ đầu tư thiết kế đây, chủ nhà có thiết kế một cái để đồ ở đây rất là hợp lý. Đó, mặt bậc được toàn bộ là ốp gỗ tự nhiên nha mọi người. Hành lang đi vào cũng vậy, xuất sắc. Tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 3, cũng gồm hai phòng ngủ lớn và một phòng vệ sinh. Thì vị trí của ngôi nhà này khi mà bước chân lên tới tầng 4 của ngôi nhà thì là có 4 phòng ngủ lớn rồi mọi người ạ. Gara ô tô riêng, phòng bếp riêng, phòng khách riêng, vô cùng hợp lý. Nếu như quý khách hàng nào mà có nhu cầu đầu tư làm văn phòng thì tầng 1 thay thế vào không làm gara ô tô thì quý khách hàng chỉ việc mở văn phòng tại dưới tầng 1 thôi, rất là rộng. Đó, thiết kế tầng 4 của ngôi nhà thì tương tự như tầng 3, hai phòng ngủ lớn. Trên phía tầng 4 này thì chủ đầu tư có lắp đặt sẵn cái nội thất trong phòng, đó chính là cái tủ quần áo. Mọi người có thể nhìn thấy nó rất là hài hòa cùng với cái tông màu sơn cũng như là phần sàn gỗ ở dưới. Đó, cửa thông phòng đây rất là đẹp, toàn bộ cái nguyên vật liệu tạo lên những cái cơ bản của ngôi nhà này Ngọc Ánh thấy rất là hợp lý nha mọi người. Toàn bộ là chất liệu cao cấp hết. Đây là chính là phía tầng 4 của ngôi nhà. Đó, đầy đủ hết về cabin tắm này, lavabo, bồn cầu, đáp ứng công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng được. Vô cùng hợp lý. Với căn nhà thiết kế đúng là kiểu tính chất hiện đại mọi người ạ. Thiết kế mới hiện đại. Phía trước thì có ban công, phía sau thì có cửa thoáng, thông thoáng. Đó. Phòng nào cũng được lắp điều hòa đầy đủ rồi nha mọi người. Đó. Nói chung Ngọc Ánh cũng không muốn nói quá nhiều về bên trong ngôi nhà. Chỉ muốn nhắn nhủ tới quý khách hàng và chia sẻ tới quý khách hàng là cái vị trí của ngôi nhà quá ổn mọi người ạ. Vị trí quá là ổn, diện tích nhà thì lớn, giá bán thì hợp lý. Và phần còn lại của ngôi nhà cũng là phần cuối cùng, đó chính là tầng 5. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên phía tầng 5 của ngôi nhà nha. Mọi người ơi, trên tầng 5 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau, gồm một phòng thờ, một sân phơi và một ban công mở hướng ra phía bên ngoài ạ. Đây chính là cái gian phòng thờ của ngôi nhà. Gian phòng thờ của ngôi nhà cũng được chủ đầu tư là ốp sàn gỗ. Và đây là ban công thoáng. Với căn nhà đã được chủ đầu tư lắp sẵn 4 cái điều hòa rồi mọi người ạ. Đây quý khách hàng có thể nhìn thấy 4-5 tòa chung cư phía trước mặt. Đó là tòa Mi Bách Tower Kiến Hưng. Với cái mặt đường trước nhà rất là rộng 11m, lòng đường là 6m và vỉa hè hai bên là mỗi bên 2,5m. Quá là hợp lý với cái vị trí căn nhà này nha mọi người. Đó, kinh doanh cũng ổn mà làm văn phòng cũng ổn. Phần cuối cùng của ngôi nhà, nếu như quý khách hàng xem tới đây thì chắc chắn đã khẳng định với Ngọc Ánh luôn
là ngôi nhà này phải nói là đẹp anh ạ. Đó, đây chính là phần sân phơi nha mọi người. Đấy, phần sân phơi của ngôi nhà, đồng thời đây, cái khu vực này như Ánh vừa chia sẻ, từ phía dưới tầng 3 cho tới lên đây chính là khu vực giếng trời để lấy thoáng vào trong các gian phòng ngủ phía bên trong. Đấy, để mà nói với cái tiện ích của ngôi nhà này thì không sót một cái gì mọi người ạ. Và quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, đặc biệt là các vị trí ngôi nhà khác với cái tầm giá khác, thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041444. Với căn nhà này, Ngọc Ánh xin nhắc lại, diện tích 50m², hướng nhà là hướng Đông Bắc, giá chào bán 5.950.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ ngân hàng vay tới 80% giá trị nhà. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.